mình lại tiếp tục nhá. Cái vé của mình nó còn cái rừng phù thủy với quá khứ vị Lai Cung này thì thôi mình đi rừng phù thủy đi. Mình thích ma quỷ hơn. Quá khứ vị Lai Cung này thì nó là bảo tàng tượng sáp ấy, ví dụ như các danh nhân như Einstein hay là nói chung là cái ấy thì là người nổi tiếng ấy thì người ta tạo tượng sáp này, nó nằm ở trong cái bảo tàng này thì các bạn có thể đến đây thăm nhá. Mình cái vé của mình nó bao gồm bí mật rừng phù thủy hoặc là quá khứ vị Lai Cung thì chính là cái bảo tàng này, thôi mình bỏ qua, mình đi qua bên này nó là cái rừng phù thủy nhá, mình khoái những cái này hơn. Trở về tuổi thơ hơn. Quá khứ đây. Đây. Này đây. Để mình coi xem là nó có cái gì đây. Ồ, cái này có cái tượng à. Mặt người bữa mà. Đó. Đây. Này. Đấy, cái tượng. Đây, lối vào đây. Bí mật rừng phù thủy để mình xem nó có cái gì không nhá. Rừng phù thủy. Đây, anh gửi vé. Wow, anh cảm ơn. Đây, mình sẽ đi xem vào rừng phù thủy này xem có gì không. Mà quỷ o. Cái mặt của nó. Ừ, gì ấy. Ui. Quỷ ơi, ôi trời ơi. Ôi. Đừng có làm gì ấy. Em cứ đập đập cái gì ấy. À đấy, thì ra là cái con quỷ này nó gõ gõ cái kia. À, mình đi tiếp vào đây xem nào. Ồ, nghe nó gầm rú. Cẩn thận cái gì là từ trên đầu nó lại rơi xuống như vừa nãy hết hồn luôn đấy. Ô nhưng mà được cái đi vào đây mát lắm bạn. Ơi, đi qua cái này xong các bạn ơi, đó là một cái cầu sắt mà đi qua cái nó rung trời ơi. Dạ dạ đây 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 đây. Ui sợ quá sợ quá. À đi lên tàu này anh. Lên trên luôn hả? Dạ. Ôi, xin lỗi. Ờ, được đi lên tàu các bạn ạ. Cái này là gì ấy? Ủa chưa được đi. Cả đời đấy cái này mới được đi. Được đi chưa hả anh? Giờ đi. Giờ đi ạ. Dạ. Thắp được đâu, em để thắp kia lâu. Dạ. Đi vào cái khu rừng này là được đi lên cái tàu này bạn ạ, xong rồi đi. Như vậy là đã hết khu rừng phù thủy rồi các bạn ạ. Vé là 30.000 nha các bạn. Cũng khá là đã. Đi cái tàu này nó nhanh lắm. Nó lượn vòng. Giờ để mình đi qua bên thủy cung nha. Với Harry Potter nữa. Rồi đi về.
À đây. Ở trong cái suối Tiên Farm này thì nông trại suối Tiên nên thì các bạn có thể thuê xe đạp để lượn lòng vòng ở trong cái khu này được nhá. Nước ép trái cây. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào Vương quốc cá sấu nhá. Vương quốc cá sấu nó ở đâu? Đi thẳng à em? Rồi rồi, anh cảm ơn nhá. Em thuê xe đạp này nhiêu tiền một lần á? 30.000 nửa tiếng à, chạy vòng vòng Trung Nam thôi mà. À rồi rồi, anh cảm ơn nhá. Như vậy là thuê xe đạp đôi các bạn ạ. Đây, xe đạp đây. 30.000 là nửa tiếng chạy loanh quanh ở trong cái khu farm này thôi nhá. Còn đặt cọc là 200.000. Đấy. Đây có những cái ghế đu ngồi uống nước này. Này, lựu này. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào cái gì ta? Cái Vương quốc cá sấu nhá. Cá sấu nặng 300 kg. Vào câu cá sấu 300 kg. Ngày xưa mình đi câu rồi, cái này nó cứ cho buộc cho mình cái miếng gì, miếng phổi hay sao ấy, miếng phổi heo, phổi bò gì ấy, 10.000 miếng buộc vào. Thực ra câu mà không biết câu ấy, vừa thả cái nó đớp cái, thế là mất 10.000. Câu phải biết trêu nó ấy, cứ giật, đừng để cho nó đớp được vào cái miếng mồi của mình ấy, thì mình được chơi lâu. Nếu mà để nó đớp cái thì hết luôn mồi, lại phải mua miếng mồi mới. Thế nên mình đi miền Tây mình chơi vậy đấy. Thôi bây giờ để mình sẽ vào mình xem cái con cá sấu 300 kg này xem nó như thế nào. Siêu to khổng lồ. Cá sấu siêu to khổng lồ. Bây giờ mình sẽ đi. Nhưng mà thực sự ra là nãy giờ mình đi là mình thích nhất cái khu này rồi đấy. Mặc dù cũng không có mát đâu các bạn, nhưng dù sao thì nó cũng xung quanh nó là cây cối rồi à, nghe tiếng chim hót các kiểu ấy. Thế nào? Ơ? À, nó ở đâu nhỉ? Đây, chắc bên này. Đâu ta? Ơ, à, cá sấu đâu nhỉ? Để mình thử xem. Nho mẫu đơn nó là Nhật Bản. Đâu nhỉ? Chú ơi, chú làm ơn con hỏi Vương quốc cá sấu nó ở đâu ấy chú? Con đi thẳng vào đây à chú? Dạ, con cảm ơn nhá. Đây, mình sẽ đi xuống đây để tìm con cá sấu siêu to khổng lồ 300 kg này không nào. Rồi. Trời ơi, khu vực này thì được cái là nhiều cây cối, nói chung là cũng khá là tự nhiên. Nhưng nóng, vẫn nắng nóng lắm, không có mát mẻ cho lắm. Thì để mình đi xem nào. À đây rồi. Mình thấy rồi, khu vực cá sấu đây rồi. Mình đã đến Vương quốc cá sấu. Ồ, có hai du khách người nước ngoài. À, mình đã đến rồi. Ồ, cái cá sấu này là phải mất tiền mua vé nha các bạn. Đây. Rồi, em cảm ơn. Mình cái combo của mình nó có cái cá sấu này không mất tiền mua vé nhá. Còn nếu như mà các bạn ấy đâu cá sấu, đây là tượng. Đây là tượng cá sấu rồi các bạn. Đây là toàn là tượng cá sấu rồi đấy, cá sấu thật nó bên này này đấy. Vương quốc cá sấu ố đẹp đấy bạn ạ. Cũng mát đấy, vào đây cũng mát đấy bạn. Bạn chỉ được đi trên những cái cầu này thôi này, rất là mát những cái cầu này, xong rồi xung quanh nó là nước nên là mát lắm. Đấy, cá sấu kia kìa. Cá sấu nó bò kìa. Không biết các bạn có nhìn thấy không? Đó. Nó nổi cái mặt lên đấy. Đó. Đó, bên kia là khu vực câu cá sấu. Chứ nó mình sẽ qua đó xem. Ôi trời ơi, cái bọn cá rô nhỏ nhỏ này thì chắc cũng lại làm mồi cho cá sấu thôi. Việc nhẹ lương cao. Chú kia chú quét rác ở đây. Ôi mát lắm bạn ơi. Ở đây cũng được ấy. Và Vương quốc cá sấu này được á. Đấy, cá sấu là nó nổi lên. Đó. Nhưng mà con 300 kg thì nó ở đâu ta? À. Đây, các bạn nhỏ đang đi câu cá sấu ấy. Mình sẽ xem. Ui trời ơi. Đây. Con cá sấu kia nó bự quá mà. Đây này, nó gần gần đây này.
Đấy, ôi trời ơi, đâu, con đừng câu đi. Con câu đi. Không tới à? Đây này, anh mượn này chú được không? Có người hàng. À, người hàng hả? Đây, đây. Chú mượn cái miếng mồi con đi. Đây, các bạn đây này. Cái miếng mồi đây này, cái này nhiêu tiền miếng con? 5.000. Bao nhiêu? 5.000. 5.000, à ở đây chỉ có 5.000 thôi. Bạn ở miền Tây mình đi là 10.000. Đây, miếng phổi đây này, đó. 5.000, người ta buộc, người ta sẽ buộc vào cho bạn. Rồi các bạn cứ cầm cái cần này, các bạn câu thôi. Con câu đi con. Con câu đây, xem nó có đớp không. Con thả vào trước mồm nó ấy. Đây, các bạn nhỏ đang trải nghiệm câu cá sấu. Nó đây này, nó đây. Nó, đó, miếng mồi thì đang ở trước mặt nó, nhưng mà con này hơi chảnh bạn ơi. Nó không chịu ăn. Ây, con mẹ ơi. Nó xì xì, nó phì phì cái gì ấy đây này. Đấy, trời ơi, thôi nó lặn mất tiêu rồi. Con thả vào cái mồm chứ con đó đi. Xem nó có ăn không? Đây. Nó hơi cao. Tại con tay của con hơi ngắn. Con nhỏ. Rồi, đó. Thì là đây gọi là khu vực vương quốc cá sấu. Được cái mát lắm bạn ơi, đi à. Này các bạn chụp hình cũng đẹp lắm, background tuyệt vời luôn. Đó. Đấy. À kia, kia là những cái trò chơi kia kìa. Thì cái combo mà chơi các cái trò chơi mạo hiểm cho các ấy hết 430, nó không biết là nó có cái đó không. Mình cũng không có dành cho lắm. Cái combo này của mình nó không có. Thì đây, khu vực trong cùng này là bán mồi cho để câu cá sấu. 5.000 một miếng. Đấy. Đây là khu vực câu cá sấu. Ok, vương quốc cá sấu. Thấy giới thiệu có con cá sấu 300kg đấy, nhưng mà trời ơi, nó đớp mất miếng mồi rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp nha. Mình đi tiếp nha. Cái vé vương quốc cá sấu này thì các bạn cũng được vào cái khu này, gọi là khu Giang Sơn Bách Thú. Nó cũng giống như một phần thu nhỏ của Thảo Cầm Viên ấy. Nó có các cái loài thú ở trong này. Đây, ví dụ như thế này là vượn đen má trắng. Nó ghê kìa. Đó, vượn đen má trắng. Nhưng mà đây người ta dùng hai lớp rào là nhìn nó hơi khó các bạn ạ. Đó. Các bạn đi trực tiếp thì được, chứ còn mình quay phim nó quay qua hai cái lớp rào. Thú hoang dã nguy hiểm. Đây là rùa núi vàng. Rùa núi vàng. Cơ thể cỡ trung bình, chiều dài mai khoảng 275 mm. Trên đầu có nhiều tấm sừng. Mai gồ cao, đôi khi hơi thắt ở giữa. Phía trước yếm phẳng, phía sau yếm lõm sâu. Đó, đây. Đây là rùa núi vàng. Nè, trời ơi, nó chất đống lên nhau này. Đây, nó đây. Ôi trời ơi nè. Nó đây nè. 27mm thì cũng không quá lớn cho lắm. Trời ơi, nó nằm gì mà nó nằm chất đống lên nhau. Một đống luôn đấy. Bên này là con gì đây? À, con chăn gấm. Ồ, chăn gấm. Nó ghê kìa. Mà nó chui ở xa quá. Ở vườn Thảo Cầm Viên ấy thì các bạn coi thú này nó dễ hơn. Ở đây thú nguy hiểm người ta rào tới hai lớp lưới. Khá là chắc chắn, an toàn cho khách tham quan, nhưng mà hơi khó quan sát nhé. Cái mắt lưới nó cũng hơi nhỏ nữa. Nhìn nó cũng hơi khó. Đây là khỉ đuôi dài. Này, nó kia kìa. Đó. Nó ở bên trong. Khỉ đuôi dài. Đây vẫn là rùa, khu vực rùa. Rùa răng. Đây là rùa răng. Bọn rùa này nó cứ thích nằm chui đống vào nhau này các bạn ơi. Con này đè lên con kia
nó cứ đè lên nhau thành một đống luôn đấy. Bên này thấy nhiều rùa lắm. Đây là con gì đây? À, con gà. Gà sao? Gà sao? Bên này thì là con gì đây? Chim chỉ đỏ xanh. Ồ, hôm nọ mình đi cái gì ta? Cái chợ hoa bên quận 7 ấy, người ta cũng bán cái con chim chỉ này này, có 800 ngàn một cặp đấy các bạn. 800 một cặp khá là lớn rồi, về nuôi người ta nói là nuôi dễ lắm. Rồi cho nó ăn thì nó cũng đẻ nhá các hứa. Đây, nhím. Hai chú nhím. Chắc là nuôi thành cặp với con đực con cái để cho nó sinh sản. Đây cũng vậy này bạn. Đấy. Hai con nhím. Nhìn nó ngủ buồn cười quá. Bên này nó là con gì đây ta? Mình sẽ đi qua bên này xem con gì. Đây vẫn là vườn nhím. Đây là vườn nhím, nhím lông. Còn bên này sao nào? Bên này là con gì đây ta? Rùa, thấy toàn rùa này trời. Rùa đất lớn, nhưng mà đây nó là loại rùa khác, rùa đất. Còn bên này là con gà. Gà, người ta thả gà đây. Rồi, hết. Giờ mình sẽ đi ra nha.